Thưa quý vị, những ngày gần đây, dư luận xôn xao về thông tin tại xã Ninh Xuân, tỉnh Ninh Bình có cho thuê một phòng nghỉ trong hang núi có giá lên tới 60 triệu đồng một đêm. Trước thông tin trên, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã thành lập đoàn kiểm tra xác minh. Phòng nghỉ thực chất là một hõm núi nằm sát mặt đất thuộc khuôn viên một cơ sở có tên Tràng An Basin Homestay and Dê Quý 135 tại thôn Xuân Án Nội, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Phòng được xây kín bằng gạch, có trần là hõm núi cao từ 1 đến 2 mét. Tuy nhiên, do được xây dựng đã lâu mà không được sử dụng, nên không khí trong hõm núi rất ẩm ướt, hôi hám. Hiện cơ sở này dừng hoạt động, đang trong quá trình sửa chữa. Theo một người trong coi quá trình sửa chữa cơ sở cho biết, hình ảnh được chụp trên trang mạng gồm có giường, chăn, ga, gối và một số vật dụng được sắp xếp để chụp ảnh nhằm mục đích quảng cáo chứ không phải phục vụ lưu trú. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở tháo dỡ những hình ảnh quảng cáo không đúng sự thật trên trang mạng đặt phòng Agoda, nơi đăng tải thông tin không đúng sự thật và những trang mạng khác nếu có.